Nhưng họ đang lựa chọn đóng bom xe A, nơi mà có cả 3 player bên phía For The Win. Và liệu rằng nó có phải là sai lầm hay không? Rockdog đã phải nằm xuống ở đây thì vì chưa anh nhạc KST và Stardew mỗi cái đội 1 double kill cho Stardew, triple kill cho quẩy trong bom sai rồi. 1v1 với Tóc Đen, Tóc Đen không sủi được tình huống này. Một sai lầm đến từ đội hình bên phía Team Big. Bom mìn này có đủ để giúp bọn chống được từng đẩy mid bên phía Team Big hay không đây? Farvin đã nhìn thấy ra được Stardew rồi. Quả C4 lộ ra sau đó đấm một được Farvin rất nhanh. Có thể flash bom được trở lại. Sion không bị ảnh hưởng và co vẫn tốt giành người đồng đội của mình. Táp Sen vẫn đang có thể cường được và bây giờ khi bom mất tập trung ra đẩy lên thì không được rồi. Cái Arodoche quay lại quá kịp thời. Chỉ có thể đánh vào A mà thôi. Trong này còn đó là Sion và Sion ơi chỉ đổi được một. Hơi đáng tiếc. Nhưng không sao, có lẽ những người đồng đội có thể sửa sai cho anh ý. Thì một Primo đang có một cái nước di chuyển có thể nói là khá khó chịu. Tạm thời đang muốn chờ, nhưng quan trọng là Kito, người cầm kit thì không được chết lại ở middle đâu. Arodoche đã yếu máu rồi. Và anh ta sẽ phải quay trở lại những cái đồng đội của mình mà thôi. Nhưng trong lúc đó Primo đã bắt đi thêm cả một cái đầu của anh chàng Kito nữa. DDS, một Rapid Stone rất cháy đến từ người đội trưởng của bên phía Team For The Win. Cái vấn đề là họ sẽ di chuyển kiểu gì để vào trong bom sai đây. Sion có bức xà mình quay mặt phải nó là quá tỉnh táo. Và trong bom sai còn đó là hai người. Kito vẫn chưa lộ ra. Pha về tận dụng quả smoke ở khúc lầu A quá tốt. Và liên tiếp là những điểm kill dành cho Big. Biết được rằng KST đang ở khúc lầu A. Cầm trong tay khẩu Mark 10 muốn nhảy xuống. Nhưng không thể làm được điều gì cả. Lại thêm lửa được nhồi vào nữa. 1-2 dành cho Big là điều chắc chắn. KST hoàn toàn có thể chết luôn. Thực ra xếp vào khẩu Mark 10 thì nó cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Quan trọng là KST đang tham chết thì mà vẫn phải kéo theo được ít nhất là một mạng nữa về phía đối phương. Và tiếc quá, Farvin liên tiếp tặng cho anh chàng này viên đạn vào đầu. A-Long và giờ Sion này đục Stardew câu kéo và thu hút cái sự chú ý của đối phương. Kito đẩy ra rất chuẩn bài đến từ đội của Big rồi. Phải chăng cái khẩu M4S nó vẫn còn 25 viên đạn thì có lẽ Kito đã không nằm. Sao cũng biết chưa mấy là hiệu quả. Bóng flash để có thể tăng thẳng lên của bom sai B đến từ bên phía Team For The Win rồi. Nhưng cú bắt được vẫn rất đẹp, anh ta bắt được Stardew thành công. Kito thì vẫn đang chưa hề lộ một chút nào đâu. Đang phải quay trong Creepo trong sai lại, nhưng Creepo đã có được double kill rồi. Những quả flash support liên tục nhưng Creepo không ra. For The Win đang rất mất thời gian. Triple kill dành cho bên phía Creepo. Vẫn còn thừa tham được có thể thay đạn. Nhưng thông tin dành cho Creepo được còn sai chừng là không có. Bây giờ thì đội đã tới đầu tiên. Tập 1 kill dành cho Creepo. Kito là người dứt điểm với Arodoche. 4-2 dành cho bên phía của Team Big. Một gọi là động thái quay ngược trở lại, không còn quá nhiều quả flash đến từ bên phía còn người đỡ đầu chủ động là nhá nhá thở cả người thế này thì xứng đáng và nằm xuống đến từ Ashim mà thôi. Vẫn còn lửa trên người của Sion nhưng quyết định sẽ là cường skiller đang cắn tham mình và chạm vào lửa rất khó chịu đến từ Sion. Bắt được người cầm bom bên phía địch rồi, thể flash được pop ra vẩy trượt đến Sion. No scope cũng là đi luôn và KST là người có mạng. 2v3 dành cho bên phía For The Win. Ui, không thể đặt được quả bom này xuống. Creepo rất tỉnh táo. Stardew 3 máu, 1 nên bỏ nhỏ. Banh giác đến Stardew là không có. Quick scope 2 và vẫn có thể xếp lại để cho mình khẩu ốp này thành công đến vị trí của anh chàng Stardew. Liên tiếp là những quả nên được bồi vào để có thể bắt chết được Stardew. Một bình thức tốt, rất cần phải che lại được tầm 4 tương lai. Nhưng Kito đẩy ra spam tốt quá. Farvin thì lại bị bắt lại với Stardew rồi. Sion chỉ còn lại một mình bên trong sai. Đang bị cù lập hoàn toàn đến Sion, lại là một viên đạn ốp trượt đi về phía người ai đã chính xác. Không thể đoán ra được Stardew đang ở đâu. Và đó là dấu chấm mét dành cho Sion. Những viên đạn ốp thực sự là rất chí mạng đến từ Sion. Và bây giờ cái Arodoche được cầm ốp thì khó dành cho Team Big rồi. 2v2, Stardew đã có thể đẩy lên ở trên khu vực lầu. Và anh ta có nghe ra được người phía đối phương không đây? Hơi quá nhồng đến với Stardew còn 6 máu thôi mà. Câu chuyện khó khăn lại được đẩy ngược về cho bên Team For The Win khi Arodoche đứng ở dưới pit tay cầm ốp. Nhưng đối phương vẫn còn quả đồ để có thể trả vào lửa để pit đường ra. Thêm cả một quả scope che đi toàn bộ tầm nhìn nhưng Arodoche biến nó thành one way. Và Kito chỉ còn lại một mình mà thôi. Thời gian không phải là khả quan dành cho Kito đâu. Arodoche đủ sự tỉnh táo để có thể nhấp nhà. Và vẫn thời gian gỡ bom đã hết dành cho bên Team Big. Và Kito sẽ chết mà thôi. Đang được đồng đội boost một góc rất đẹp. Bố dễ dàng bắt được Arodoche. C4 đã lộ và đồng đội sẽ trở về mà thôi. 3B đã có cho Big rồi. Và một cái góc đứng phải nói là quá đẹp cho Big thì cơ hội để chắc là cơ hội để có thể thủ tại là có. Và Sion là bắn trượt ốp và Creepo chỉ là một mà thôi. Bây giờ bắn trúng.
thì có lẽ nó là đủ rồi, nó là đủ để Đức Phương không đạt được C4 và vẫn sẽ là Azil chiến thắng dành cho Big thôi. Thậm chí là Azil lại còn chết sau tham ạ. Được bài đánh này và Vân Sai tham bình tay đang rút bốc ra nhưng vẫn có thể co vần trong đường độ của mình. Đắp kill dành cho ba Vân biết người còn lại đối phương ở trên lầu rồi. DDS kịp thời có một Saison đã về tới nơi. Starodo hạ người pha tấn công một góc giữa đường dành cho Saison không thực sự là hiệu quả. Đừng nói với tôi là lại tiếp tục tao thua một round thì ông đối phương chỉ có trong tay những khẩu lục bích ơi. Và bây giờ Sardo góc đứng là quá đẹp. Và bây giờ tình huống chỉ là 1v1 mà thôi. Lửa trả ra thì nó cũng không để làm gì cả. Vị trí Crimbo vẫn đang chờ đợi một cái timing tốt hơn. Sardo đã có góc trốn là cực kỳ tuyệt vời. Và Crimbo không hề nhảy lên khu vực Vespa. Crimbo đang bỏ để bắt người ở pit. Và nếu di chuyển vào pit thì khó lòng để phát hiện người ở khu vực Graveyard. Và bây giờ Stardo đã thấy Stardo bắn trượt. Và đó là cái sự sai lầm đến từ Stardo. Chiến thắng ngay ở trước mắt nhưng nó lại trượt khỏi tầm tay. Không mấy là hiệu lực dành cho họ. Vẫn có thể làm được nếu như bắn tốt. Bây giờ DDS đã bị hạng mất rồi. Cái si đổi mạng được Kito thành công. Vẫn còn khẩu lục đồ của Stardo làm điều hy vọng cho những khó của Winnie. Tôi vừa nói xong thì chết cả đôi trong một nốt nhạc. Mất bom sai à. Và hai người còn lại bên vực Team for the Win bây giờ cũng chưa chắc đã có thể vượt qua được Tapse. Tapse đang di chuyển rất khéo và Azot đồn chề đã nằm. Chỉ còn lại mình hai kill mà thôi. Có lẽ sẽ là 12-4 luôn dành cho bên phía Team Big. Boost nhưng mà đối phương chuẩn bị đập vào mid đến nơi rồi. Và The Casey chưa lộ ra nhưng mà trước đó thì Agil có mạng Kito. Double kill dành cho đội for the Win và Big họ đang bị xé nhỏ ở khu mid đồ. Một vị trí không hề dễ vào khi đối phương chủ động bắn 3 người ở mid. Win mà thôi, Crimbo đã lộ chỏm đầu Azil biết điều này. Đang cần phải bắn tốt để từ bên phương Team Fortune nhưng không. Đó là tình bắn lỗ của Azil, rất may là KST kịp thời đổi mạng. Big có lẽ sẽ là đi xếp súng mà thôi. Big họ đang sử smoke, cảm giác nó không có nhiều sự tính toàn lắm. Bây giờ bóp flash đẩy vào và Saldo ở đây đã bị mù. KST đang trắng, KST sẽ chết thì Saldo đổi một rồi. Trong bóng sai vẫn Azil nhưng liên tiếp là hai cái mạng dành cho đỉnh của Big và đưa tình thế về là 2v2. C4 đặt được thành công nhưng bây giờ quả nết nó bay đến và khiến cho Saison mất một lượng máu là vô cùng lớn. Nhưng đây là một khẩu ốp. Và khẩu ốp này nếu có thể bắn trúng và giết được một người thì cơ hội giành Big chắc chắn là cực kỳ sáng. Cho mình khu vực chân lầu của Saison sẽ bắn chéo từ trong ra. Kito hạ cũng đi DDS thành công. Arroto chế cũng đã lộ và đó là double kill dành cho Kito với những góc chỏm đầu. Đối phương còn đang đẩy chay ra xin flash. Rất nhiều người trắng và hai mạng dành cho đội hình của Team For The Win. Nhưng ngay lập tức đổi mạng thành công đến từ Big. Nhưng lợi thế mọi người vẫn được bảo toàn dành cho For The Win. Và Saldo cũng dễ dàng hạ được Crimbo. Còn lại Saison thôi. Tâm này không thể nào trượt ốp được nữa. Ném lửa ra Saldo đủ tỉnh táo để có thể vác ốp. Một quả flash flash rất đẹp đến từ bên phía Team Big. Kito team flash. Và DDS cũng làm điều tương tự. Nhưng người thành công lại là Kito cơ. Trong đó Arroto chế hạ của Kito rồi đó thì lại bị bao vây bên trong bóng tài. Không thì cũng có mạng thứ hai dành cho Arroto chế. Và no hope dành cho bên Team For The Win. Kịch bản đã có và chỉ số 16-7 sẽ là chung cuộc của map thi đấu thứ nhất này. Một ra thì đâu mà Big đã đủ cái sự khôn khéo để có thể đẩy hai người ra hỗ trợ cho player đi tanh đầu. Saldo khi mà đã pick được một người thì không còn đường để thoát nữa. Chiến thắng không quá khó khăn dành cho Big ở trên map Inferno. Arrodonche, một cái tên có vẻ rất chất lượng. Sau khi đó Azil tham minh búp flash ra vào đây là double kill dành cho đội hình bên phía For The Win. Và tiếp tục cũng là hai mạng gục dành cho DDS. Faven đổi được một thật ý, ở trong bom site B vẫn đang có đến tận hai người cơ. Faven đưa thú về, đó là một phép một trong bom B rồi. C4 đang rơi. Đội hình bên phía Team Big đang gặp khó. Nhưng ở đây thì sau đây Crimbo không đổi bất cứ mạng gục nào nữa. Và tất cả mọi sự cố gắng đến từ Faven cũng chỉ có đến một mạng mà thôi. Rất khó với đội hình bên phía Team Big. Ném nét thay mông bắt nó cũng tương đồng nhau thôi. Trong khi đó Saison uống bắn ốp thường thời đến tình trạng này. Đem về những lợi thế ban đầu nhưng lợi thế đó không duy trì được quá lâu khi mà Diaz có một tiêu bắn không thể nào khủng khiếp hơn. Một quả flash chớp đi, cái tên Saison lập tức phải nằm xuống ngay. Bây giờ Stardodo tham minh cực đen. Nhưng đó cũng là hợp lý thôi khi quả stop cũng ở vùng Xbox đã tan rồi. 17 máu thôi xong quả lửa phản chủ. Quá hoảng loạn đến từ Stardodo, một pha xử lý mà chúng ta sẽ thường thấy ở những mẫu player du đấu ở cái tier 1.5 cho đến 2 như Stardodo. Tao gọi lợi thế đang nghiêng về Big rồi. Thì ta gọi Stardodo đi du lịch tạm thời ở cái tier này. Và thật sự đúng vừa rồi thì thôi không thể nói nữa. Boss về đã clear sau tướng đẩy đến từ vị trí của anh chàng đó TST. Một quả smoke trả ra khu cửa đôi cực kỳ điệu. Và điều này giúp đội hình bên phía Team Big đặt được C4 mà thôi.
Middle vẫn còn giữ lại Kito, và khi bộ đội bên phía For The Win lộ tiếng ra, Kito giáp ra có một đầu, không biết rằng vẫn còn Azil ở đây. Nhưng mà rõ ràng với một cái tên Azil thì không muốn gì khác ngoài một câu chuyện đó là xếp khẩu ốp. Tuy nhiên thì vừa rồi Top Ten lại nằm xuống một chiến thắng mà ban đầu thì cái giá của nó không hề đắt, nhưng đến thời điểm hiện tại thì giá bắt đầu chát rồi. Nếu như mà Favorite nằm xuống nữa thì là mặt chát luôn. Bây giờ thì Favorite may mắn giành chiến thắng. Số về là 4 đều và như vậy mọi hồi đen của For The Win tạo ra sau đoạn đầu tiên sẽ là mất hết. Lại là quét vào B một lần nữa, KST vẫn cấp đứng đó nhưng lần này đã đổi được ai đi. Đi Ascore vừa hay hạ của Creepo mất rồi. Top Ten chỉ còn lại đường cây máu mà thôi. Sison mong middle vẫn trượt về đâu của mình. Hai viên liên tiếp đều là trượt đến từ Sison và tèm cả Top Ten cũng phải nằm xuống nữa. 5-2 dành cho For The Win. Những sai số mặt kịch bản rồi. Mà có lẽ là hãy tạm bỏ qua Top Ten đi khi Favorite vừa khai thông thế bế tắc dành với Victim Big tại cuộc A-Lom. Đồng nghĩa thì Stardo đang cần phải solo. Đồng đội bách về thì Stardo đã phải nằm xuống rồi. Thêm cả Arodolche cũng đi luôn. Không còn cửa cứu đến từ For The Win nữa. Đi xếp xuống ngay, may ra còn kịp. Tình huống đặt tầm này trông có vẻ Favorite sắp tử rồi, nhưng vẫn phải kịp đến từ Favorite. Và bây giờ thi nhau đụng thì một HP dành Azil. Vờ lát bung ra như Arok đã có những mạng hòa gục của Kito. Còn trong bom sai vẫn còn người nhắc không kịp đến từ vị trí của anh chàng Arok đồn trề. Và khó rồi. Beat bây giờ một player 1 HP và bom xa lại không có info. Có flash bung ra DDR thì sau đây có những cái đầu anh chàng Sison. Nhưng trong bom sai vẫn còn đến tận hai người. Và tầm này phải về được shot đến từ bộ đội bên phía Team Big. Vẫn còn một quả flash trên người KST. Nhưng chưa kịp ném dài, đồng đội anh ta đã nằm xuống hết đến nơi rồi. DDS có double kill. Và thêm cả một mạng của KST nữa thì là đủ để For The Win đem về cho mình round thi đấu chiến thắng thứ 7. Big có thể quét được B hay không nào? KST góc kề trước thì không vượt qua được đối phương. Arodon chạy về nơi bắt đi được một mạng cũng rồi. Thêm một quả nết bồi bên trong sai cực kỳ đau đớn nữa. DDS bắt qua luôn, double kill dành cho đội bên Team For The Win. Sison kịp thời đổi một nhưng còn rất nhiều mạng mà Sison cần phải làm. Favorite hạ cũng một người. Sison bắt được Agile nhưng trước đó thì vị trí Favorite đã phải nằm xuống mất rồi. Một vs một sự ốp bầu cả đôi bên. Một bên thì là 100 HP, bên thì là 22 máu. Nên vị trí của Stardodo sẽ có nhiều cơ sở để xử lý hơn so với anh chàng Sison. Tầm này một viên ốp sẽ chấm hết tất cả. Và đó là chiến thắng gọi tên đội hình For The Win. Sison cũng rất khéo léo từng fake bomb nhưng đó là chưa đủ. Tôi học thật sự chỉ là fake mà thôi. Họ vẫn muốn vào B. Nhưng ở đây Top Ten ơi, có tận hai người kê lại middle cơ mà Top Ten không trích cần. Rồi Top Ten ra đi luôn. Nhưng trong bom sân B thì thôi, DDS không đổi được ai cả. Arok đồn trề đang tiếng móc. Và tham minh này liệu thằng móc này không đây. Còn ở đây thì thôi, dấu chấm hết đến từ Stardodo. Một round thi đấu đội hình bên phía Team Big. Họ thay đổi một chút chiến thuật của mình, vẫn là vào B. Nhưng có thêm cả người di chuyển từ shot sang tận CT nữa cơ. Và nó khiến cho đội hình bên phía For The Win có quá nhiều góc phải kê. Và lúc đó thì gần như đội hình Big đã đem về cho mình chiến thắng rồi. Round thi đấu hiếm hoi thì khả năng cao hai smoke chase CT, búp flash trong bom sai vẫn là đủ ở bên phía Big. Nhưng quan trọng nhất đó thì cũng bắn nhau cơ. Thì đây tanh rất chất lượng đến từ Favorite và Kito. Hai người đã phải nằm và ở đây thôi. Favorite có một cái double kill, Top Ten có một cái đầu Azil. Và cuối cùng thì nó cũng là hai mạng gục đến từ cái tên Kito. Nó diễn ra gần như là chóng vánh. Chúng ta thấy nó bắn toàn mồm đến từ đội hình Big. Hãy cùng xem nào, nhưng tham minh lại là đẩy xuống cupid đến Sison bởi vì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Top Ten là người gần như bết cho người đồng đội của mình, nhưng trong khi đó Top Ten đang bị phân vân bởi vì có quả lửa trả trong bóng xa. Nhưng bây giờ quay trở lại một đầu Top Ten Agil đổi mạng ngay sau đó. Vì Sison vẫn còn đang ở đây, chưa bị trách ra đến từ đội hình bên phía Fatoi. Nhưng bây giờ xong rồi, hai người bắn một lúc và Sison sẽ đổi được mấy đây? Một mạng Sison. Sison đang sinh tồn, quay lưng đi đối phương gần như đó là sấy. Sấy trong điên loạn đến từ đội hình bên For The Win. C4 đang rơi, họ mất quá nhiều thời gian. Và lúc đó Kito đã bách tới nơi. Có một bắn yếu một. Và hiện tại chỉ còn lại một cái tên Quimbo mà thôi. Nhưng quan trọng nhất không ai biết rằng Quimbo cũng đang ở long. Và tầm này KST một góc thấu đưa về bắn chỏm đầu. Và cả hai player bên phía For The Win đều đang rất yếu máu rồi. Một viên USB vào người là nằm.
phải gọi thêm cả DDS ra để cứu trợ thôi. Không có một cách nào khác đến từ đội mình Team Fortress Win cả. Bây giờ ôi, thôi, DDS ở lại thì chết tay người đồng đội của mình luôn. KST đã chạy được nửa đường. Liệu có lên được bom xe hay không đây? Vừa đi vừa bắn đến từ KST là không thành công. Tôi đang để cho Farben solo bom xe B. Liệu rằng phải là hợp lý hay không đây? Farben có một tình huống bắn tốt chưa? Ai trách phải ta cả một mạng dành cho Farben. Tòa phải nằm xuống ngay lập tức. Kito của đội đã về đến nơi rồi, nhưng Kito có pha bắn lỗi. Tap xem thì sao? Nên là rất đau đến rồi bên phương Team Big rồi, và Tap xem có được cho mình cái triple kill. C4 rơi bên trong bom sai. Agil đang phải một mình chống Mafia và chỉ còn lại một quả smoke duy nhất trên người của anh ta. Không thể có giá trị đến từ bên phương Team Agil thời điểm hiện tại. Bỏ vẫn rất đẹp, biết Agil ở đâu thôi. Xong góc đứng này sẽ là đời đi đến từ phía Agil. Chủ động đổi sang AK để spam. Và bây giờ thì Agil được thúng về, đó là 1v1. Di chuyển một góc thiếu khác. Và đội double kill mang tên Agil. Clutch thành công 1v2 đến từ đội hình bên phía thứ For The Win. Nhưng đội hình bên phía thứ Big cũng thừa khôn khéo để không tò mò thêm. Còn nếu KSD có bất cứ khoảng thăm minh nào nhấp nhá ra thì khả năng cao sẽ là đời đi. Hoặc là cái tên Saru và góc cây trước đẹp. Và bây giờ tham minh là sai để là lùi lại đến từ vị trí Kito. Nhưng may thay Faven vẫn còn quả smoke được trả ra. Và trong góc thi đấu này thì gần như quả lửa không cháy tới. Nhưng trước đó thì Agil headshot thêm quả Tao Sen rồi. Lợi thế nghiêng hoàn toàn về đội hình bên phía For The Win. Và quan trọng nhất, Faven là người solo bom xe B. Faven đang muốn sủi về khu vực middle để có thể trốn những đối phương ập vào quá nhanh. Và không có thông tin dành cho vị trí của Faven rằng người đi mid của đối phương đang ở đâu. Được xếp lại đến từ chiếc Kimbo. Chưa ai check lại cả. Và người check lại sẽ là ai đây? Nhưng mà chưa cần check lại đâu. Bởi Faven đã có một double kill rồi. Bây giờ thì Kimbo mới phải lên tiếng. Chỉ còn lại cái tên KST mà thôi. Lượng máu quá ít nhưng quan trọng nhất đó là Session. Vậy cái đoạn ốp tiếp theo lại là trượt. Vẫn đang rất có, mà cuối cùng thì cũng là round thắng thứ 10 gọi tên đội Crazy Big. Ui, nhưng mà tình huống này phải nói là pick rất nhanh đến từ Stardew, gần như đọc xa luôn. Saiyan đứng ở trong bom xe A. Mất bom xe A rồi thì pick lấy cái gì để cứu đây? Một tiếng bút lên không hợp lý đến với pick. Và có vẻ như an bài là đây rồi. Quimbo đổi được một thật đấy, nhưng DDS headshot ngay bị Tap Xanh nó ở đây thôi. Kito lộ và đồng nghĩa việc đội hình For The Win họ biết rằng có tận 2 CT. Và shot thì đã rất yếu máu đến từ tên Quimbo. Có rất là dội ra. Nhưng mà rõ ràng đội Big họ phải cứu ở trong round thiếu này. 3v3, Kito bắt đầu lắc ra vào trong thiếu này. Thôi xong, DDS bắn tay to quá. Double kill dành cho DDS. Còn Faven lại đưa về một chút sự hy vọng dành cho đội hình Big. Khi pick thành công thì chỉ còn anh chàng Stardew. Cái vấn đề quan trọng nhất đó là For The Win họ chưa lộ người xe. Thì DDS đã bắn đến tận 2 rồi. Họ còn lại 30 giây. Cài được một người ở mid nhưng nó lại là khẩu ốp trong tay Stardew. Tapsen double kill, Kito đổi thêm một mạng gục nữa. Nhưng trong bom xe vẫn còn người và đó là hai mạng liên tiếp dành cho Faven. Bắt đầu tình huống di chuyển dần với Clom với cả 3 player tạm thời bỏ sót là điều hợp lý mà thôi. Nhưng ở đây thôi xong, Quimbo không có mạng cùng Tapsen cũng đã chết chay. Và chỉ còn Saiyan, Saiyan lại còn đang cầm ốp nữa cơ và tôi đi luôn rồi và chiến thắng. Sẽ gọi tên For The Win, chắc chắn là như vậy. Bom xe clear hoàn toàn, cầm dao đến từ vị trí Quimbo. Ừ, chính xác là Kito. Thì cũng là đời y luôn. Còn lại Faven, 1v5. Dấu chấm hết rồi. Và chúng ta sẽ đến với cả map của Dinook. Dành cái đội hình bên phía For The Win của Big. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị có highlight trên kênh 500 Road CSGO. 1v5 A-class cảm xúc đến từ vị trí của Faven. Nhưng mà thực sự cái điều đấy hiện tại nó đang rất xảy ra là dưới 1%. Và vẫn liệu rằng có thể làm điều điên rồ hay không đây. Và bây giờ thì ba vẫn đã có double kill rồi. Nhưng không thì có ba cũng thứ 3. 16-12 dành cho For The Win. Rất bất ngờ khi họ có thể comeback được thành công ở trong loạt trận thi đấu BO3 này để đưa chúng ta đến với map thi đấu thứ 3. Những nhân sự mình ở trong bom xe A thì họ sẵn sàng những tình huống đánh ngang. Nhưng mà sai sự mắt của Sarodo chắc là For The Win nó không đánh ngang nữa. Họ sẽ tập những người quen. Tạm thời bom xe B đang chỉ có sự phục vụ Quimbo thôi. Quimbo đứng cường, Quimbo táp mãi không chết ai. Giá phải trả sẽ là thủng mất cụ bom xe B. Tuy nhiên vẫn là tình huống 3v4 có lợi dành cho đội hình của Big. Và họ đã chiếm được những chiếc point rất là quan trọng rồi. Tiếp cận và áp sát bom xe A. Nhưng Agil lại bắn được vào đầu Saiyan. Và 3v3, nhưng giờ là 3v2. For The Win họ sẽ cần phải rất cẩn thận trong tình huống play này. Nhất là Agil là 1 và không thể làm 2 đến Agil. KST góc đứng này chưa lộ ra những đối phương trước đó đã có thể nhìn vào rồi. Và bây giờ thì một tình huống bắn khá là chớ đến thì KST. Và rõ ràng Kito một quả đặt kín anh ấy chỉ việc gỡ đi mà thôi. Sao muốn
vào ven rồi và đã bị ăn đình, chắc chắn là đã nghe tiếng vào ven. Lại là một bài ở cũng thuận lại, và lần này thì Tắp Xem đã ở cùng bóng CB, khó khăn hơn rất là nhiều khi mà Tắp Xem cầm một khẩu M4 và làm đôi. Nó là câu chuyện rất đơn giản. C4 đã rơi đến đội hình bên phía Team Fortwin. Bây giờ thì Azog cũng đã bị đình. Và tiếc thay chúng ta thấy rằng tình huống trước đó Azog không thể nằm xuống, mặc dù chỉ mất cho mình đó là 84 HP. Nhưng Sison là người check lại khu outside đã bắt được vị trí anh chàng DDS thành công. Lợi thế vẫn đang luôn luôn nghiêng về cái tên bên phía team đó là Big. Và dưới B bây giờ vẫn còn một người, đó chính cái tên Tắp Xem. Và cái lượng máu này, một viên là nằm. Chỉ quan trọng là Tắp Xem bò ra và đó là triple kill mang tên Tắp Xem rồi. Nghĩ rằng đồng đội là người có cho mình cơ hội ở trong bóng xe AK lại rồi, vào đây vẫn đang được C4 đến từ bên phía từ Following. Big đang có khoảng thời gian phải nó cực kỳ tệ. Họ có cho mình những mạng gục, nhưng mà Tắp Xem làm gì đến nỗi đâu. Anh ấy là người đã có mình đến tận 3 điểm ở khu bóng xe B, giúp đội hình bên phía Big dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng mà nhìn đồng đội Kito Sison kê lại cục ven thế thì chịu thôi. Vẫn mất đến tận 3 khẩu súng đến từ đội hình bên phía team, đó chính là Big. Trong tình huống này thì họ đang muốn tanh lên bóng xe A. Và ở đây thì Arokdok đã có một cái mạng gục đến từ Kito. Nhưng lượng máu phải trả cũng khiến cho anh chàng này yếu. Và sau đó Tắp Xem vả một Agile thành công. Vậy là lại đưa về một thế cân bằng dành cho đội hình bên phía team Big. Và trông có vẻ như Arok sẽ đi rồi. Quả đấy trả ra có ý đồ đến từ Faven. Và với lượng máu yếu ớt như thế nằm vào đôi. Đội hình của For The Win thì họ đang muốn di chuyển ra ngoài của outside, cũng như là cả Ram nữa. Sison bắt được DDS, Vivo phát hiện người của Ram chủ động lùi về luôn. Quả nên trả đi về cũng là khá đau tiếng. Rồi bom xe B vẫn còn cái sự phục vụ của Sison ở cửa nhỏ. Chính xác là cửa đồi và quá dễ dàng để có thể bắt được Tadodo. CSC không thể đoán được cái cửa ở đâu cả, di chuyển là khéo léo và cuối cùng Big vẫn là người điển giành được chiến thắng 4-0. Diaz phá cửa rồi bom xe, nhưng ở bom xe A thì góc kê là quá đẹp, line up thẳng hàng. Nhưng chỉ đổi có một đến từ bên phía Team Fortwin. Còn ở đây Diaz, ôi nhìn mà xem, họ di chuyển ở trên ven xuống. Nhưng ở đây Sison vẫn đổi được một, tình huống đưa về đó là 3v3. Và rõ ràng lợi thế vẫn đang nghiêng về cho đội người Big. Big vẫn đang rất khó chịu. Staruru yếu máu, nhưng ở đây người khỏe máu thì đã nằm xuống hết rồi. Bởi vì Tắp Xem di chuyển quá khôn khéo. Và đó là một kill dành cho Tắp Xem. Staruru đưa tình huống về đó là 1v2. Nhưng trong tình huống này Sison no scope luôn. Đó là đủ để 6-0 dành cho đội hình bên phía team Big. Đấy, chúng ta thấy người khỏe máu thì không được bắn, còn người yếu máu thì lại phải đưa về một clutch 1v3. Và nó khó khăn rất nhiều dành cho đội hình bên phía team For The Win. Ý của DDS thôi. Diaz có những double kill, bây giờ Faven rơi xuống thì không làm được gì cả. Triple kill với Diaz. Pha bỏ chướng outside là thành công. Còn lại mình Primo. Hạ với Diaz thì vị trí đã lộ, và đây sẽ là cái cơ hội để ra được chiến thắng đầu tiên này. Bam khá là khó chịu, nhưng rõ ràng người khó chịu hơn đó chính là vị trí Stardudu. Nhưng mà tình huống vừa rồi thì Primo không spam nữa. Nhưng mà có vẻ như đồng đội bên phía team For The Win lại là người spam chúng thì Stardudu cơ. Nhưng có lẽ nó không quá quan trọng nữa, bởi vì cuối cùng For The Win cũng đã có cho mình round thắng đầu tiên sau 6 round thiếu thua thông đến từ đội tuyển này. Và góc thi đấu này thì Tắp Xem cần phải khôn khéo hơn. Đối phương bắt đầu diễn vào A thêm một lần nữa, có lửa nhồi vào rồi. Góc đứng của Kito vẫn đang rất đẹp, spam chuẩn xác đến từ Kito với cái double kill của mình. Tắp Xem mặc dù ăn quả flash, nhưng trước đó anh ấy vẫn hạ cùng thêm một người nữa bên phía For The Win. Vậy cùng xem nào, 2v5 đến từ Stardudu và DDS. Thật sự C4 đã rơi, và bộ đôi này trông có vẻ khá đầu hốp khi họ đang muốn di chuyển ngoài khu vực đó chính là A-Long. Nhưng Primo nào góc kê là vô cùng khó chịu, và Faven backup cho Staru thì góc đứng Primo lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tình thế mạng của Big khó hơn. Đấu tay với cả Faven là một quyết định sai lầm đến từ đội hình bên For The Win. Ba người giạt ra, đó là ba cái mồm đến từ Faven. Còn bây giờ vẫn có ôm dành cho vị trí Grimbo, một mạ gục tiếp theo rồi, và tiếp tục là Sison lên tiếng nữa. Và triple kill cho Sison, rút đi gỗ ra chơi luôn. Tuyệt vời đội hình bên phía Big. For The Win chỉ còn lại KST. Và với tướng nửa máu này, khả năng cao KST sẽ nằm, bởi vì Fireman đã rất gần. Có đến tận hai ông ở trên tầng 2, và bây giờ thì thôi. Sison lại phát hiện ra một người di chuyển ven rồi. Ozil đang bị kẹt lại và không đi được đến từ Ozil. Muốn tụt ven về B, nhưng đối phương lại không cho, lạc trong chính quả smoke của mình. Di chuyển chay qua, và đó là những tình huống triple pick khá hiệu quả. Nhưng vấn đề còn đó khẩu ốc của Sison, và vị trí KST đã nằm. Lợi thế người vẫn thuộc về Big.
và thôi lại thêm lợi thế về người nữa. Mix thì đã xem bớt thành một sao đu. Bây giờ họ biết rằng Azir ở trong bóng này thêm một người nữa chắc chắn sẽ ở ram. Info đã đủ rồi, quá khó, một góc bắn phỏng đầu có lợi thì chữ Azir thật, nhưng Kito bắn tay cũng không phải là dạng vừa. Didias còn lại một mình, đối phương có mốc trả gian nữa mà thôi, không có cửa. Bởi Faven đã xuất hiện trước mặt rồi. 13-1 dành cho Big. Nào, cũng đang check lại là khá cẩn thận nên For The Win rồi. Top 10 bây giờ bắn tăng vào đầu Didias, không còn cơ hội để sống sót nữa. Thực sự là hơi khó khăn, mặc dù đúng là Sardo đã có mặt ở khu vực phòng quan sát, nhưng những người đồng đội thì còn chưa vượt nổi đó là cái cánh cửa để vào bom sai B. Top 10 đang tham minh gì ở Secret và tham minh đó đã qua với cả vị trí Agil. Agil bây giờ chắc chắn không biết Top 10 ở đâu. Và Top 10 lại chuẩn bị có thêm những cơ hội đem về những ngã gục đến từ đội hình Big rồi. Nào, thôi xong trả số mốc trên bóng tay, nó sẽ lộ ra vào đó là triple kill Top 10. Tôi đã nói rồi mà. Và chỉ còn lại một mình, đó là Stardew, người duy nhất thuộc ven được mà thôi. Và cơ hội gì đây? 1v4, C4 rơi ở ngoài của Aelong và đó là dấu chấm hết với tỷ số 14-1. Bây giờ họ quay trở được với bóng tay A. Top 10 cố trong video của Arok Dog sau một tiếng bắn xuyên số mốc rồi. Lợi thế đã nghiêng về trong tay bên phía team Big. Và bây giờ thì Tyson đang hướng thẳng lên gục, đó chính là hè một những DDS rồi hết trong quy mô. Và tiếp tục Sado lên tiếng, hai mạ gục liên tiếp từ bên phía team Win. Và bây giờ thì Argyle cũng đắp một kill nữa, chỉ còn lại Faven. 1v2, Faven có thể là được C4 trong cú khốc kín như thế này. Nhưng quan trọng nhất đó round thắng thì sao đây? Không đặt fake mà là đặt luôn. Và DDS đấm thẳng phát mồm Faven. Và đó là điều chiến thắng thứ hai thì For The Win. Thì đó điều dễ dàng, nhìn ra một người rồi nhấp nhạc quá khó chịu đi. Một mồm Sadoru yếu máu mà chỉ cần tích tồn mà thôi. Bây giờ thì Top 10 đã đẩy vào. Nhưng nhìn mà xem, cái lượng máu đổi lại là cực kỳ nhiều đến Top 10. KST đẩy ra có cho mình thêm mạng gục nữa và vẫn là duy trì với cái lợi thế hơn người dành cho đội hình bên phía team For The Win. Trong bom xa Tyson cũng đang bị cầu máu. Với góc đấu này hãy nhìn xem nào, Quimbo vẫn chưa thể xuống được và nhìn xem 4 HP Quimbo. Bây vẫn đổi mạng, Azir cũng đưa về một thế lợi thế hơn rất nhiều người bên phía team For The Win là dấu chấm hết đến từ Tyson. Quá khó rằng có tận 2 player gần như một trắng ở đây thì sau đây KST đổi được có một Stardew được thủ về, đó là 4v3 có nét nhồi ra đến từ Stardew. Nhưng đối phương gần như không mất bất cứ máu nào cả và đã di chuyển xuống B thành công. Tyson sẽ là người đặt C4 và quan trọng nhất có một khẩu AK thu về được dành cho đội hình bên phía team Big. Còn ở đây bỏ người, gần như Top 10 phải sinh tồn để Favorite có thể móc được. Nào, rút là một và sau đó có thêm vào cầu nhưng không, trời đất ạ, bắn quá tốt Favorite. Và bây giờ Azog đổi một súng nhưng mà không được đỡ Azog. Một tình huống mà có vẻ như hết đạn đến từ đội hình bên phía team For The Win. Còn Tyson đưa về 1v1, bắn off là trượt rồi. Stardew ơi, chiến thắng một cách phải nói cực kỳ bất ngờ dành cho đội hình bên phía team Big. Họ chỉ đơn thuần tính là eco mà thôi. Đúng tại vậy. Vì có đến tận 2 player không hề có bị giáp mà chỉ bắn được những khẩu Glock. Họ chỉ cần đánh một bom sai thôi là xong rồi, nhưng họ đang lựa chọn nó bom sai A, nơi mà có cả 3 player bên phía For The Win. Và liệu rằng nó phải là sai lầm hay không? Agrokdok đã phải nằm xuống ở đây thì vị trí anh nhạc KST và Stardew với cái đội 1 double kill của Stardew. Triple kill với tướng quẩy trong bom sai rồi. 1v1 với Top 10, Top 10 không sủi được tình huống này. Một sai lầm đến từ đội hình bên phía team Big. Bỏ chay rất khó chịu đến từ Big và thôi xong rồi, không ai kê lại ở ngoài khu vực đó chính là Gara cả. Và đó lý do vì sao Aron sẽ phải nằm xuống mà thôi. Diaz đang yếu máu, Agi cũng là một tiếng thương và thôi xong. Stardew ra đi luôn và chỉ trong một khoảnh khắc 3 player bên phía team Colin phải nằm xuống. Và hiện tại đó là 1v2 dành Agi. C4 sẽ cầm ngược về khu bóng xe B chăng nhưng không. Một tục Kito tự di chuyển qua và bỗng dưng hiến một mạng và giúp cho bên phía team Colin đưa tình huống về, đó là 1v1. Anh ấy chưa lộ chí em ơi. Và bây giờ thì đó là một viên đạn chỉ vào chân Quimbo mà thôi. Còn đối với Quimbo thì tặng ngay cho đối phương một viên đạn vào đầu. Trời ạ. Vâng, Kito tạo khó và may mắn thay tình vừa rồi. Đó là Quimbo bắn tay to rất nhiều.